Không phải mình nói quá đâu, nhưng mà Tây Nguyên thật sự đẹp luôn mọi người ạ. Vivu Tây Nguyên 10 ngày mà chỉ hết có 10 triệu một người thì lịch trình sẽ đi như thế nào? Mọi người hãy cùng xem hết video nhé. Chi phí vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội và Pleiku là 3 triệu một người. Ăn tiêu thì khoảng hết 500 nghìn một ngày. 10 ngày là 5 triệu và thêm phát sinh nữa là 10 triệu. Lịch trình cơ bản thì ngày đầu tiên mình sẽ bay từ Hà Nội và Pleiku, sau đó đi check in Biển Hồ. Đến Gia Lai thì nhất định phải ăn thử món phở khô hai tô siêu ngon này nhá. Ngày 3 và ngày 4 thì mình sẽ đi check in thác K50 ở trong khu bảo tồn Con Chư Răng, một trong những con thác đẹp nhất Tây Nguyên. Check in thác thì mình đi tour dao động từ khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một người. Ngày 5 và 6 thì mình sẽ di chuyển sang Măng Đen, Kon Tum, ở đây 2 ngày. Không khí ở Tây Nguyên vô cùng yên bình và mát mẻ. Ngày xưa trước khi đi Tây Nguyên mình cứ nghĩ là Tây Nguyên nắng nóng lắm cơ, nhưng mà không phải đâu. Ở Măng Đen có món bánh canh cá a cay ngon vô cùng luôn, đi về Hà Nội rồi mà vẫn nhớ mãi. Ngày thứ 7 thì mình sẽ tiếp tục di chuyển sang Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. À quên, phải khoe với mọi người một bí kíp vừa đi chơi mà vừa làm việc online hiệu quả, đó là mình mang theo cục phát di động Wi-Fi M7000. Cái này hay lắm, nếu như cục phát Wi-Fi bình thường của mọi người ở nhà cố định một chỗ thì M7000 siêu nhỏ gọn này có thể mang đi được khắp mọi nơi. Chỉ cần lắp SIM 4G vào thôi là có thể kết nối được tận 10 thiết bị cùng một lúc và dùng được đến 8 tiếng. Di chuyển nguyên một ngày ngoài đường thì mạng vẫn rất khỏe để làm việc luôn nhá. Còn có cả app đi kèm hỗ trợ theo dõi và quản lý nữa. Sáng nào mình cũng phải uống một cốc cà phê Tây Nguyên siêu thơm ngon, sau đó check hết công việc online thì mới đi chơi tiếp được. Đến Buôn Ma Thuột mình ở hẳn 3 ngày bởi vì có rất nhiều chỗ chơi. Có bảo tàng cà phê này, hồ Lắc này, núi đá voi cha, núi đá voi mẹ, rồi còn được trải nghiệm cưỡi voi nữa. Được ăn thử sầu riêng chín cây tận vườn này, ăn món bánh ướt trồng dĩa no căng hết cả bụng. Mình ăn nhiều đến nỗi dĩa xếp cao chồng lên đến tận đầu cơ mà. Nếu có thời gian thì mọi người nên đi thêm khoảng 5 ngày nữa là đi Đắk Nông, đi hồ Tà Đùng, sau đó là vòng lên Đà Lạt. Chắc chắn là mình sẽ quay lại Tây Nguyên trong khoảng thời gian sớm nhất bởi vì lần trước chưa đi hết được. Thời tiết Tây Nguyên mát mẻ, đồ ăn ngon, rẻ, con người vô cùng thân thiện. Chắc chắn mọi người nên đi Tây Nguyên một lần nhá, sẽ không hối hận đâu.